Xin chào anh em. Hôm nay gửi đến anh em một video clip về công tác thay pin cho Xiaomi Mi Max 3 nha anh em. Anh em nếu mà dùng những cái dòng Mi Max của Xiaomi thì anh em cũng biết cái ưu điểm nó là về pin rồi. Đó, nên là khi mà pin chúng ta chai hoặc là pin chúng ta hư hỏng gì đó nó làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái quá trình sử dụng lắm, tại vì chúng ta xài dòng Mi Max là chúng ta đều quan tâm và chúng ta đều thích cái việc mà pin trâu, đúng không anh em? Rồi, thì hôm nay sẵn trước mặt là anh em đây là một cục pin Xiaomi Mi Max. Pin này pin Xiaomi Mi Max 3 chứ quên, Mi Max 3 nó có cái mã pin là model là BM51. Đó thì mỗi một dòng máy Xiaomi nó sẽ có một cái model pin khác nhau. Ví dụ như con Mi Max 2 thì là BM50. Đó thì con Mi Max 3 này là BM51. Thì video clip này Thịnh làm để Thịnh chia sẻ với anh em những cái vấn đề về kiến thức và lý thuyết để anh em biết khi nào anh em cần đi thay pin ha. Và những cái lưu ý nào để mà mình tiến hành cái dịch vụ thay pin được như mong đợi của mình. Đó là mục đích của video clip ngày hôm nay. Video clip này Thịnh sẽ không quay cái quá trình mà thay thế pin cho anh em. Nếu mà sau này khi mà thay pin lúc mà có thời gian, Thịnh sẽ lại quay tiếp một video clip về thay pin Mi Max 3 cho anh em xem qua cái quá trình thao tác như thế nào. Còn hôm nay là sẵn Thịnh có cái cục pin mẫu đây, Thịnh sẽ nói với anh em thôi, nói chuyện với anh em để chia sẻ những cái kiến thức và Thịnh tích lũy những cái kinh nghiệm để mong là anh em có dịch vụ thay pin cho máy được tốt nhất ha. Thì đầu tiên Thịnh nói với anh em những dấu hiệu mà anh em cần biết khi mà Mi Max 3 bị hư pin. Đầu tiên hết đó là việc pin bị phù. Pin bị phù là sao? Là anh em thấy cục pin nó phồng lên, nó làm căng cái lớp vỏ lưng của mình lên. Nó những trường hợp nó bung, nó đẩy cái lưng lên luôn đó mà nó phù to. Thì lý do nó bị phù là sao anh em? Trong quá trình mình xài những cái khí hóa học ở trong viên pin nè, nó sẽ tới thời điểm mà pin nó hư á, nó sẽ phát tán ra, nó làm căng cái lớp băng keo quấn xung quanh pin nè, nó làm căng lên, đó dẫn tới hiện tượng là phù pin. Thì một viên pin Mi Max 3 anh em thấy nó có hai thành phần nè, một là cái cell pin nè. Cell pin là nơi tích lũy cái dung lượng pin 5500 mAh. Đó, 5500 mAh là tích lũy trong đây. Cái loại cell sử dụng trên Mi Max 3 là cell lithium ion polymer battery, đúng không? Có nghĩa là hay còn gọi là pin lipo. Rồi, thì cái viên pin này, cái cell pin này nó được nối lên một cái bản mạch ở đây, bản mạch thật nhỏ hình chữ nhật nè. Đó, khi mà Thịnh lột cái lớp băng keo này ra, anh em sẽ thấy trên đây có một cái bản mạch, nó có những cái IC, tụ điện, điện trở, rồi đường mạch nó đi trên đây hết. Đó, và nó sẽ cấp ra cái sợi dây cáp này gọi là cáp socket nè. Đó, nó sẽ gắn vào socket pin ở trên main và nó thực hiện cái tính năng của một cục pin, nó cung cấp năng lượng cho viên pin. Đó, cấu tạo đơn giản của viên pin Mi Max 3 nó là như vậy thôi. Và dấu hiệu thứ hai anh em cần thay pin đó là anh em thấy pin nó bắt đầu nó báo ảo. Báo ảo có nghĩa là sao? Có nghĩa là anh em thấy đang 80, vút vút xíu nó xuống 70, rồi xuống thậm chí 30, 20, nhưng mà còn 30, 20 đùng một cái hết pin luôn. Đó, chúng ta hay gọi đó là báo ảo, nhưng mà thật sự có nghĩa là nó không cầm pin được nữa. Nó đến những cái ngưỡng đó nó không còn giữ được pin, nó tụt một cái vèo xuống dưới luôn. Nó là vậy. Đó là dấu hiệu rất điển hình của hư pin. Và cái vấn đề thứ ba nó lại liên đới với vấn đề thứ hai, có nghĩa sau khi anh em gặp một thời gian ở cái vấn đề thứ hai thì anh em tiếp tục ráng sử dụng thì sẽ đi đến cái vấn đề thứ ba, đó là khi anh em cắm sạc vô anh em mới xài nổi, anh em rút sạc ra nó tắt luôn, có nghĩa là nó không còn cầm pin được ở bất kỳ một nấc phần trăm nào hết. Đó, chỉ có cắm điện trực tiếp vô thì nó làm cái vật chủ trung gian thôi, thì lúc đó anh em mới sử dụng được, anh em rút ra là nó tắt máy liền, nó không có năng lượng tắt máy liền. Đó, đó là những ba dấu hiệu điển hình nhất của việc hư pin. Còn cái câu chuyện anh em nói sao máy em giờ anh em hay gọi Thịnh, em nói máy hao pin quá em muốn đi thay pin. Đó, thì cái việc mà hao pin anh em phải để ý coi nó có đi kèm với nóng máy hay không. Nếu nó đi kèm với nóng máy á thì có nghĩa là khả năng cao cục pin anh em không phải hư, mà là trên cái bo mạch chúng ta đang có vấn đề. Bo mạch nghĩa là gì? Bo mạch nghĩa là những con IC, những con chip nó nằm ở trên mainboard, nó điều khiển những hoạt động của máy. Khi nó bị chạm nó là điện tử, khi nó bị chạm nó bị lỗi ở đâu đó, nó dẫn đến cái tình trạng hao nguồn, nó sẽ liên tục rút nguồn điện từ viên pin này, nó liên tục gọi là ăn nguồn, hao nguồn. Đó, nó liên tục rút, nó làm cho viên pin liên tục bị rút điện năng ra, nên chúng ta thấy nó hao pin. Nếu mà anh em tình huống đó mà anh em đi thay pin thì bao nhiêu viên pin anh em thay vô nó cũng đều rút nhanh như vậy hết. Đó,
Nên em gặp phải cái tình huống đó, anh em tỉnh táo, anh em biết rằng sau khi anh em đã xem qua video clip này, anh em sẽ biết rằng khả năng cao nó bị ở trên men, bị hao nguồn. Nên em đừng vội đi thay, anh em đem máy đến cho cơ sở sửa chữa, kêu người ta kiểm tra giúp mình coi bị cái gì. Đó, nếu mà người ta nói đúng là hư pin thì anh em mới thay pin. Nghĩa là sao? Khi mà người ta đã nói là đúng hư pin, người ta thay pin, ví dụ người ta sai, người ta chẩn đoán sai thì người ta có trách nhiệm người ta xử lý cho anh em, hoặc là người ta hoàn lại cái tiền pin. Anh em không có tốn tiền để thay pin một cách vô nghĩa. Còn anh em chủ động, anh em đem tới, anh em kêu thay pin, cái người ta lấy, người ta thay pin xong, cái cuối cùng anh em xài nó cũng hao y chang vậy, người ta đấu cho anh em trả lại. Tại vì khi đó mình mang đến mình yêu cầu thay pin mà. Đó, anh em lưu ý cái điểm này ha. Rồi tiếp theo đó là bây giờ đã có kiến thức về cần phải thay pin khi nào rồi, giờ sắt cái máy đi thay pin thì làm sao cho cái dịch vụ thay pin nó tốt nhất đây. Thì hình nói chỉ có hai vấn đề thôi. Một là cái viên pin sử dụng để thay thế là cái loại pin nào tốt hay không, chế độ bảo hành ra làm sao. Đó, Thịnh nói về cái loại pin trước, thì trên thị trường lúc nào cũng sẽ có nhiều loại pin sử dụng để thay thế. Như cái viên pin này BM51, viên pin này Thịnh sẽ nói luôn, nó không phải là loại pin viên tốt nhất, nó chỉ là một cái mẫu vật loại này, là nói là pin thì là pin linh kiện loại 1 thôi, chứ nó không phải là loại pin viên tốt nhất đâu. Đó, để Thịnh có sao Thịnh sẽ nói vậy với anh em. Ví dụ như anh em đi, anh em thử, anh em đi mua pin, anh em search một vòng trên mạng, anh em search pin đi, có phải ra cái nào cũng kêu pin zin, nào kêu pin zin. Đó, thị trường nó luôn rất là loạn mà nó chơi chữ rất là nhiều. Nếu mà hỏi pin zin cho anh em hỏi kỹ, thử hỏi kỹ hơn, nói này pin zin mới, anh em lại hỏi kỹ hơn, zin mới nghĩa là cái gì, lại nói zin mới có nghĩa là pin linh kiện mới. Chứ anh em có ai mà những cái nơi đó nhá, thì không bao giờ, ví dụ anh em hỏi zin mới có phải là zin hãng hay không, thì không ai dám nói là zin hãng hết. Đó, nên anh em lưu ý vấn đề đó, chất lượng cục pin. Thứ hai là cái việc tháo ráp, thay lắp như thế nào. Một cái đơn vị chuyên về sửa chữa thì việc thay pin này với họ rất là đơn giản. Bởi vì sao? Bởi vì họ đã mở ra rất nhiều máy rồi, và họ đã quá ư là quen tay rồi trong cái vấn đề thao tác. Nên là việc thay pin họ chỉ làm nhanh chóng và đơn giản thôi. Cũng như anh em xem những cái video clip Hình có đăng thay pin một số cái dòng, ví dụ như gần đây Hình thay pin con Nokia 2 hay là thay pin iPhone rồi các kiểu, thì nó dễ lắm. Đối với vị trí một người thợ nó rất là dễ, nhưng mà anh em ở vị trí anh em người dùng, nếu anh em tự mua cục pin về thay thì cạm bẫy nó rất là nhiều. Cái rủi ro lớn nhất là khi mà anh em tháo cái cục pin ra khỏi cái cục pin cũ, ra khỏi lưng vỏ. À, Thịnh lấy ví dụ cho anh em, đây Thịnh có một cục pin Sony nè. Pin này là Sony XZ, bữa Thịnh mới vừa hay nè. Anh em thấy tại sao ở đằng sau này nó nhăn nheo như vậy, anh em biết không? Đó là do keo nó dán rất là chặt, nó dán cứng nhắc rồi. Bây giờ tất cả những loại pin của điện thoại mà thông minh bây giờ tất cả là đều dùng keo hết, dán chặt xuống cái khung như vậy nè. Đó, dán chặt cứng luôn. Đó, thì để mà anh em thay được cái cục pin hư, anh em phải mở nó ra được, đúng không? Đó, anh em phải cạy nó lên. Thì cái cách mở như thế nào, nếu mà anh em làm sai một bước thôi, anh em thấy khi mà mở ra mà nó biến dạng như vậy là anh em cũng hiểu là nó cứng chắc như thế nào. Nếu mà anh em làm sai thao tác thôi, nó sẽ cháy nổ liền. Đó, lúc đó anh em sẽ, thay vì là chỉ thay pin thôi, anh em sẽ đối diện với rất là nhiều khó khăn từ cái vấn đề mà cháy nổ, thậm chí hư hỏng hoàn toàn thiết bị luôn. Anh em xem những cái video clip trên YouTube anh em cũng thấy rất là nhiều rồi. Đó, thì nên Thịnh khuyên anh em á, nếu mà anh em có kinh nghiệm, có tay nghề thì anh em mua pin về tự thay không thành vấn đề rồi. Nhưng mà nếu mà anh em không, anh em chỉ xem qua những cái video clip anh em thấy nó dễ thì không phải như anh em nghĩ đâu. Đó, có những lúc người ta hư hỏng, những lúc người ta mới vào nghề người ta làm hư hỏng, người ta đâu quay cho anh em xem đâu, đúng không? Người ta chỉ cho anh em xem cái thành quả thôi. Thì anh em đừng có nghĩ là đơn giản, nó không có đơn giản đâu, nó còn nhiều vấn đề lắm. Rồi, thì quá trình thay pin xong, anh em hãy dành thời gian, anh em hỏi về cái chế độ bảo hành. Đó, chế độ bảo hành như thế nào, bảo hành pin phù có bảo hành hay không, hao pin rồi có bảo hành hay không. Một số nơi nói là bảo hành pin, nhưng mà nói thời hạn bảo hành dài lắm, 12 tháng cũng có, thậm chí 2 năm cũng có luôn. Cái hạn, nguyên cái hãng người ta bán nguyên cái máy, người ta chỉ dám bảo hành năm thôi, còn ở ngoài tiệm nhỏ xíu hay cục pin dám bảo hành 2 năm luôn. Đó, nhưng mà tới lúc mà anh em cần bảo hành thì nhiều khi mới có một tháng rồi người ta đã không bảo hành rồi.
Bởi vì sao, lúc đó nó sẽ lồng thêm rất là nhiều câu chữ không bảo hành khi pin phù, không bảo hành khi pin hao nhanh, tại vì cái này pin thay rồi nó chỉ tới vậy thôi, bla bla nhiều vấn đề lắm đó. Nên anh em cứ lựa cơ sở uy tín đàng hoàng mà gửi máy thay pin, để tránh mấy cái trường hợp là bị cái đối xử cái kiểu như vậy đó đó. Thành gặp rất là nhiều, mình cũng nghe nhiều anh em nói cái vấn đề đi bảo hành pin cũng trông gai lắm. Thì ở đây như bên Thịnh thì đã gọi là bảo hành pin, thường thì Thịnh bảo hành pin trong vòng 6 tháng, thì bất kỳ vấn đề nào hư pin Thịnh cũng bảo hành hết, cũng đổi cũng khác hết, chứ không phải là né những cái tình huống như kia. Nếu mà pin hư mà pin phù mình không bảo hành, pin hao không bảo hành luôn, thì bảo hành gì, cục pin nó còn hư cái gì nữa đâu, đúng không anh em? Rồi ok, Thịnh nghĩ như vậy là đủ rồi. Những cái kiến thức này Thịnh tổng kết cho anh em, thì anh em có thể dùng nó để đi thay pin Mi Max 3 ở bất cứ một cơ sở uy tín nào, mình nghĩ là cũng sẽ đạt được cái hiệu quả tối ưu. Rồi còn nếu anh em có nhu cầu muốn thay pin bên Thịnh hay là muốn tư vấn giải đáp thắc mắc gì đó, anh em cứ liên hệ với Thịnh ha, thông tin Thịnh có để bên dưới, hoặc là đây là số điện thoại cá nhân của Thịnh nè. Rồi, mình rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip nha, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nhé.